Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Roma chương 13. Ở chương 13, từ câu 1 đến câu 7, Phao-lô đề cập đến bổn phận của người tin Chúa đối với nhà cầm quyền. Ông nêu lên 3 lý do vì sao người tin Chúa phải vâng phục chính quyền. Thứ nhất, tất cả các chính quyền đều do Chúa chỉ định. Phao-lô nói rất mạnh rằng nếu ai chống đối họ là chống mệnh lệnh của Chúa và sẽ nhận lấy sự phán xét. Thứ hai, chính quyền được đặt ra để bảo vệ và nâng đỡ người làm lành, hình phạt người phạm pháp. Đối với Phao-lô, người làm việc trong chính quyền chẳng khác gì những người làm việc cho Chúa, vì chính Chúa đã đặt họ vào những chức vụ khác nhau để phục vụ xã hội. Vì thế, là người ngay thẳng, tuân giữ luật, cơ đốc nhân không phải sợ những người cầm quyền. Chỉ người nào không tuân giữ luật và xâm phạm quyền lợi của người khác mới phải sợ mà thôi. Và thứ ba, vâng phục chính quyền là điều phù hợp với lương tâm của người tin Chúa. Tuân giữ luật lệ của chính quyền không chỉ vì sợ hình phạt, nhưng vì kính sợ Chúa và không muốn bị lương tâm cáo trách. Ví dụ trong trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước, con dân Chúa phải thực hiện đầy đủ như một phần mình phải trả, đừng để mắc nợ. Sau khi nói về vấn đề vâng phục nhà cầm quyền, đóng thuế, tuân giữ luật, phần còn lại của chương, từ câu 8 đến câu 14, Phao-lô nói về việc cư xử với đồng loại bằng tình thương. Trước hết, ông dạy rằng đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. Khi đối xử với mọi người trong mọi hoàn cảnh bằng tình yêu thương, là cơ đốc nhân đã tự nhiên giữ trọn tất cả luật của Chúa. Vì tất cả những điều răn nói về mối quan hệ giữa người với người chỉ gồm 8 trong một câu: người phải yêu người lân cận như mình. Khi ta yêu mọi người như chính bản thân, thì những tội ngoại tình, giết người, trộm cướp, tham lam là những điều chẳng bao giờ ta nghĩ đến. Sau đó, để các tín hữu chú ý và hết lòng áp dụng lời khuyên sống yêu thương, Phao-lô nhắc rằng ngày Chúa Giê-xu trở lại đã gần rồi. Vì thế, hãy nắm lấy những cơ hội đang có ngay bây giờ, trong ngày hôm nay, để thực hành những nguyên tắc sống đạo, đối xử với mọi người bằng tình yêu thương. Đừng đợi đến ngày mai, đừng chờ một dịp khác, vì dịp đó có lẽ sẽ không bao giờ đến. Câu 12 nêu lên sự tương phản giữa đêm và ngày, tối tăm và sáng láng, để so sánh việc làm tội lỗi và việc làm thánh thiện của người tin Chúa. Vì ngày Chúa trở lại đã gần, Phao-lô khuyên phải từ bỏ những việc tối tăm mà theo đuổi những điều thánh thiện, tốt lành. Bên cạnh đó, người tin Chúa phải bỏ đi nếp sống cũ như chè chén, say sưa, trụy lạc, phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Hãy để cho Chúa cứu thế sống trong lòng và bông trái của Thánh Linh làm chết những dục vọng của xác thịt. Đừng tìm cách thỏa mãn những điều xác thịt đòi hỏi mà sa vào lối sống cũ. Câu hỏi suy ngẫm: bạn suy nghĩ gì về việc phục tùng các nhà cầm quyền theo như lời Chúa dạy? Làm thế nào để bạn giữ lối sống yêu thương và tránh được những nguy hại trong ngày cuối cùng nếu không mặc lấy đấng Christ?
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng khôn ngoan, đấng biết trước và dò xét hết mọi việc. Xin giúp con tin cậy và vâng lời Ngài, ngay cả khi con không hiểu điều đó có nghĩa là gì và tại sao. Xin giúp con chọn lấy cách sống khôn ngoan của một người con Chúa và chấp nhận con là con người có giới hạn để đầu phục thẩm quyền và sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.